Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng 100 dự án với trên 10.000 hồ sơ. Trước khối lượng công việc lớn, nhiều hồ sơ phức tạp, các địa phương đang tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để thi công các công trình giao thông khi thời tiết tại khu vực miền Trung đang vào mùa nắng ráo. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại huyện Hòa Vang. Đây là buổi tiếp dân đối với hộ bà Lê Thị Thanh tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Nhà bà Thanh là một trong 9 hồ sơ có nhà đất chưa bàn giao mặt bằng, nằm trong diện giải tỏa vệt 50m thuộc dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài và dự án nâng cấp đường DT601. Sau nhiều lần chính quyền vận động thuyết phục, nhận thấy lợi ích chung khi tuyến đường DT601 hoàn thành, bà Thanh đã đồng thuận và vui vẻ ký vào biên bản bàn giao mặt bằng. Qua nhiều lần thuyết phục của các cấp lãnh đạo thì tôi cũng nhận thức ra được đó là cái việc cần thiết phải làm, nên chi là tôi cũng đã ký cái giấy để bàn giao mặt bằng. Bố trí lại cái đất đó thì là cái đất ở trong đường 5X5. Thì so với cái đường 601 thì nó sẽ không bằng, nhưng đó là cái mà việc mà tôi phải hy sinh để được chấp nhận thiệt thòi để cho cái tuyến đường nó được thi công nhanh chóng thôi. Cũng đã thành lập các cái tổ đi xuống hiện trường xem cái tình hình thực tế để có những cái mà mình có tham mưu cho lãnh đạo, có những cái tiếp dân cũng như là cái hỗ trợ để người dân để người ta chấp hành cái bàn giao bằng này. Từ những vướng mắc tồn tại nhiều năm qua liên quan đến giải phóng mặt bằng để hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập 2 tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án trên địa bàn thành phố. Tại cấp xã phường, vai trò của lãnh đạo mỗi địa phương được gắn với việc đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cán bộ công chức. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng đã được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo có quyền là được là tập trung tiếp dân, đi kiểm tra tiếp dân giải quyết mùa cái ban đầu. Những cái vướng mắc là ông trực tiếp điện cho chủ tịch hội đồng để mà xin ý kiến để giải quyết lần thứ nhất, lần thứ hai. Nếu mà còn vướng nữa thì báo cáo ban tổng hợp lại, báo cáo cho hội đồng mà là chủ tịch huyện á, là nắm cái thông tin và tổ chức là xuống là tiếp dân. Qua việc thành lập 2 tổ công tác liên ngành do trực tiếp 2 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng, thời gian qua nhiều khó khăn vướng mắc đã được tổ kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu để Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Được biết, năm 2023, toàn thành phố triển khai giải phóng mặt bằng 202 dự án với 18.393 hồ sơ đền bù giải tỏa nhà đất, công trình. Trong đó, hoàn thành giải phóng mặt bằng 100 dự án với 10.008 hồ sơ đền bù giải tỏa trong năm 2023. Còn lại 102 dự án được hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2024 với 8.384 hồ sơ đền bù giải tỏa.